Rồi, dạ rồi, xin thân ái kính chào quý cô, chú bác, anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì kênh ha có tiếp tục ghé vườn của bạn Nam ha, để bạn Nam quay giao lưu với cô, chú bác, anh chị gần xa mình một số cây mai ghép giống dẫu Đao Phúc nè, dẫu Nhung nè, dẫu Thơm á cô chú anh chị ha. Hàng liền cốt 100%, ghép được 4 đến 5 năm nha cô chú anh chị mình. 4 đến 5 năm cô chú anh chị mình, lưu ý mẹ, 4 đến 5 năm, hàng liền cốt 100% nha cô chú anh chị. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì ủng hộ cho vườn của bạn Nam ha. Rồi thì đầu clip ha, thì em cũng xin cô chú anh chị mình ha xem là cho xem clip cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh quay những video mới của chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Thì do kênh của em á thì kênh chính cũ bị mất rồi, nên là hiện tại thì em đang làm những kênh mới, là em có năm, em cũng nói luôn là bên vườn của em đang có 5 kênh nha cô chú anh chị, 5 kênh mới. Nói chung là không phải là em tham tiền YouTube hay là gì đâu ha, thì tại vì nói chung là em làm này cũng không có tiền YouTube đâu cô chú anh chị, tại vì kênh mới mà, nói chung là tạo ra thì cũng chưa có tiền YouTube đâu, nên là bên em làm 5 kênh là để đề phòng những cái kênh bị mất thì em vẫn còn kênh để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó, tại vì hôm nay cô chú anh chị mình vô bình luận quá trời rồi. Nói là em tham tiền YouTube cái gì á đó, nên là cô chú anh chị mình cũng thông cảm giùm cho bên em ha. Bên em làm nói chung là chủ yếu là để quay, để giao lưu với, có kênh để giao lưu với cô chú anh chị mình thôi ha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam, để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi rồi, chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nha, chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai về cho cô chú anh chị mình chơi tết nha cô chú anh chị. Thì vào cây đầu clip ha, thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây dảo Đa Phúc nha cô chú anh chị. Rồi. Cây rất là tròn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Cây thì đã vào nút nụ hết rồi, nút nụ là chuẩn tết luôn. Cô chú anh chị mình xem đặt cây luôn cô chú anh chị. Rồi. Nụ nè cô chú anh chị mình xem nụ là ghiền luôn. Rồi cây đầu tiên em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình là mã số 1N nha cô chú anh chị. Rồi giống gì đây bạn? Một cây dảo Đa Phúc nha. Một cây dảo Đa Phúc ha. Cô chú anh chị mình ghé nè, ghé nó bàn xuống ha. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi hoành thân của cây ha, ở điểm này là được 12. Rồi. Cái hoành củ đế cộng ở dưới ha là được 23. Rồi. Rồi chiều cao của cây ha là được 90 nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 80. Rồi. Rồi cây dảo Đa Phúc mã đầu tiên em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 700.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Có một cây nút nụ rất là nhiều và tàn rất là lớn luôn. Rồi mình đổi cây luôn ha bạn ha. Dạ. Rồi tiếp theo là cây mã số 2N rồi, của chú anh chị. Tiếp theo là mã số 2N luôn cô chú anh chị ơi. 2N một cây cũng liền cốt, cô chú anh chị nút nụ rất là nhiều luôn nè, tàn khá là lớn luôn. Rồi cây mã số 2N nè, giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là một cây dảo nhung luôn nha cô chú anh chị. Nguyên cái cụ giữ dần cái dảo nhung thì tán rất là mạnh ha. Rồi cái tàn cũng quá chừng luôn cô chú anh chị, nhúc nhụ quá chừng luôn ha. Rồi hoành thân của cây là được 9 nha, hoành cũ là được 14, chiều cao của cây là được 95, tán ngang là được 80. Rồi rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng là 620.000 ha. Rồi 620.000 là có một cây mai nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây luôn. Rồi, ha xuống cây. Rồi tiếp theo là mã số 3N. 3N cũng là một cây cây dẻo hơm ha cô chú anh chị. Rồi cái này tàn khá là ok luôn cô chú anh chị mình. Tàn rất là tròn nha cô chú anh chị nha. Nguyên cái củ luôn cô chú anh chị ha. Nụ nè cô chú anh chị mình dòm giùm em nha. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị, chi chít luôn á. Rồi hoành thân của cây là được 7 nha. Rồi hoành củ đế là được 14 nha. Rồi rồi chiều cao của cây là được 70, tán ngang là được 70 luôn. Rồi cây này nhúc nụ rất là nhiều, tàn tròn hết cô chú anh chị, cao 70 nha, ngang 70 luôn. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 500.000 bao phí ship cô chú anh chị mình ha. Rồi mình đổi cây luôn. Rồi, nha xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 4N. Rồi tiếp theo mã số 4N luôn. 4N cũng là một cây dảo Đa Phúc luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhìn nút nụ nè, quá chừng nút nụ luôn ha. Rồi nút nụ rất là nhiều nha cây cô chú anh chị. Cây này dáng hơi siêu siêu ha. Đó, nguyên cái củ luôn cô chú anh chị, củ vàng ôm luôn nè. Củ rất là lớn luôn cô chú anh chị.
Rồi, bình thân của cây là được 9 nha. Hình củ đế ha, là được 21. Chiều cao của cây là được 95. Tán ngang là được 82. Rồi. Rồi, cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 550 ha. Rồi, 550 ngàn bao phí vận rồi, chuyển ha. Xuống cây luôn. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 5N. Rồi, tiếp theo là mã số 5N. 5N cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây dảo nhung nha cô chú anh chị. Nút nụ rất là nhiều, tàn tròn ha. Rồi, tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, quanh thân của cây là được 7. Rồi. Chiều cao của cây là được 70. Nụ rất là 5. Nhiều cô chú anh chị. Rồi, tán ngang là được 65. Rồi. Rồi, cây này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 420 ngàn bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi, đợi cây luôn bạn ơi. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 6N. Rồi, tiếp theo là mã số 6N. 6N ha. 6N, em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây dảo đa phúc luôn. Rồi, cây này tàn khá là ok luôn cô chú anh chị. Nút nụ của chú anh chị mình nhìn rất là chuẩn luôn ha. Hàng đủ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, quanh thân là được 6 nha. Rồi. Hình củ đế là được 16. Chiều cao là được 89. Tán ngang 80. Rồi. Rồi, cái này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 420 ngàn luôn. Rồi, 420 ha. Em xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã số 7N của rồi, chú anh chị mình ha. Tiếp theo là mã số 7N luôn cô chú anh chị ạ. 7N. Em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha, là một cây dảo nhung ha. Rồi, cây này tàn cũng khá là tròn đều nè cô chú anh chị ha. Cái này thì nguyên cái củ nó nằm ở dưới nè cô chú anh chị. Cây này thì nè, nó nguyên cái củ nằm dưới luôn, bự chảng luôn nè cô chú anh chị nè. Đó. Rồi, thông số luôn nha bạn. Rồi. Quỳnh thân của cây là được 7 nha. Rồi, hình củ đế là được 16. Rồi, nốt nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao 64. Rồi. Tán ngang 70. Rồi, cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 550 em bao phí ship luôn. Mình đổi cây luôn ha. Rồi, em xuống cây mã số 7N. Rồi. Tiếp theo là mã số 8N của chú anh chị ha. Rồi, 8N. Rồi, 8N cũng là một cây dảo thơm hết cô chú anh chị. Cái này tàn khá luôn cô chú anh chị. Dảo thơm á. Tết mình cho nở bông nó thơm dữ lắm, thơm nha cô chú anh chị, nó thơm cái mùi đặc trưng chứ không phải thơm cái mùi mai bình thường nha cô chú anh chị nha. Nó có một cái mùi đặc trưng riêng nha cô chú anh chị nha. Rồi. Quỳnh thân của cây ha là được 9. Rồi. Hình củ đế là được 15. Nốt nụ được ngon lành nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 70. Rồi. Tán ngang 75. Cây tàn tròn. Em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 500 ngàn ha. Rồi, đổi cây luôn bạn ơi. Xuống cây. Rồi, tiếp theo sẽ là mã số 9N. Rồi, tiếp theo là mã số 9N. Cây tàn quá đẹp luôn. Dảo đa phúc cơ chứ anh chị ơi. Nút nụ ha, rất là nhiều ha, tàn tròn nè. Trời, củ đế VIP luôn nè cô chú anh chị. Có cái củ rất lớn luôn ha. Rồi. Nguyên cái củ dữ dằn luôn cô chú anh chị. Rồi, thông số. Hoành thân của cây là được 12. Rồi. Hoành củ đế là được 24. Chiều cao là được 77. Tán ngang của cây ha là được 70. Rồi. Cây này cái tàn quá trời luôn. Cô chú anh chị ơi. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 700 ngàn ha. Đổi cây. Rồi em xuống cây luôn. Rồi. Tiếp theo là mã số 10N. Mã số 10N. 10N, em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây dảo đa phúc luôn ha. Cây tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Quá, cái tàn cũng khá đẹp ha cô chú anh chị. Nút nụ rồi cô chú anh chị mình ha, yên tâm về cái lô này là chuẩn luôn ha. Cô chú anh chị mình cần mua về bán Tết thì cứ liên hệ với em ha. Em sẽ để giá sỉ cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, quỳnh thân là 9. Củ đế là được 15. Nụ ngon lành ha. Chiều cao 74. Tán ngang 75. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 500 ngàn bao phí ship luôn nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 11N. Rồi, tiếp theo là mã số 11N.
Cây tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. 11N là cũng cây là tàn ấm lắm nha. Giống nhung luôn cô chú anh chị. Rồi. Hút nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Nụ ngon lành nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, hoành thân của cây là được 9. Cụ đế là được 17 nha. Rồi. Cái đế rất là đẹp nè cô chú anh chị. Sổ xuống nè ha. Như ghế nơm á cô chú anh chị ha. Rồi, chiều cao là 79 ha. Tán ngang là được 70. Rồi. Rồi các anh em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 690.000 ha. Rồi, mình đổi cây luôn các bạn. Rồi, em xuống cây luôn. Ở 11 không? 11N. Tiếp theo mã số 12N hả cô chú anh chị? Tiếp theo là mã số 12N. Rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 12N. Là một cây dảo hôm hết cô chú anh chị. Rồi. Cô chú anh chị nhìn nè, cái mặt hoa này rất là đẹp luôn hết cô chú anh chị. Dảo thơm cô chú anh chị, nó rất là thơm luôn cô chú anh chị ơi. Cái mùi hoa nó rất là thơm ha. Cái mùi đặc trưng nó thơm, nó dịu giống như mật vậy cô chú anh chị. Rất là dễ chịu ha. Rồi, bông nó đây coi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 cánh nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhìn cái vàng nút nụ nè. Quá chừng luôn. Rồi. Rồi. Bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bông rất là to luôn á. Rồi hoành thân của cây là được 8. Rồi. Thành củ đế là được 15. Rồi. Chiều cao là được 82. Tán ngang là được 70. Rồi. Rồi, cây dảo hôm này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 500.000 mà phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi. Rồi, thì cây này thì cũng là một cây cuối clip của em luôn. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha và đã ủng hộ em trong cái clip trước ạ. Thì trong quá trình clip bây giờ sơ xuất mong cô chú anh chị hương tình bảo ai giúp ạ. Rồi, số điện thoại Zalo của em là 0866459094 ạ. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Trong quá trình quay clip có gì sơ suất cũng mong cô chú anh chị mình bỏ qua. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.